Mỗi ngày đều có phụ nữ nằm trên giường anh, nhưng tất cả chỉ là qua đường. Dáng vẻ bất cần và số tiền nợ khổng lồ, nhưng thật ra anh là một công tử nhà giàu. Cha của Jay là một đại gia giàu có. Nhưng một công tử như anh lại bị cha đuổi ra khỏi nhà, lang thang đầu đường xó chợ. Từng sống trong nhung lụa, bây giờ sống qua một ngày cũng khó. Hôm đó, vì không trả tiền đúng hạn nên chủ nợ đã đánh anh thừa sống thiếu chết. Nhưng Jay cũng không vừa, anh quay lại trả đòn cho chúng. Ngược lại còn bị đưa đến đồn cảnh sát, cứ như vậy anh bị nhốt ở đây. Bởi vì tội không nặng lắm nên anh không cần ngồi tù. Anh bị đưa đến viện tâm thần để làm việc. Nếu như anh vi phạm một lần nữa sẽ bị nhốt vào tù. Thế là Jay quyết định yên phận ở viện tâm thần. Lúc này mẹ anh gọi đến bảo em trai sắp kết hôn. Jay quyết định nhân cơ hội này về nhà xin cha chút tiền để tiêu. Nhưng mẹ anh cũng như mẹ người ta, muốn về thì phải dắt bạn gái cùng về. Jay làm gì có bạn gái chứ? Trong lúc bất lực, Jay tìm đến một cô y tá, sau đó muốn chia phần trăm với cô. Nhưng một tên phạm tội như anh tất nhiên cô y tá sẽ không đồng ý. Cô trực tiếp từ chối. Tối đến, trong lúc Jay đi qua dãy phòng bệnh, bên trong có âm thanh, là một nhân viên chăm sóc đang làm trò đổi bại với bệnh nhân. Jay lên trước khống chế anh ta, ai ngờ được cô gái lại rối rít xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không muốn làm phiền đến người khác. Jay dịu dàng an ủi cô gái, sau đó dặn cô hãy bảo vệ bản thân. Jay định rời khỏi bệnh viện thì cô gái cũng chạy theo anh. Jay hỏi cô tại sao không mang dép, cô gái đáp lại anh. Mẹ tôi nói mang dép sẽ làm đau chân. Jay không thể hiểu nổi, đây rốt cuộc là cô gái như thế nào chứ? Jay cũng không có thời gian tìm hiểu, sau đó đưa cho cô một ít tiền. Anh bây giờ phải đi tìm bạn gái. Đi được vài bước, Jay đột nhiên đứng lại. Nhìn cô gái đơn thuần trước mặt, đây không phải bạn diễn thích hợp sao? Thế là Jay đưa cô cùng lên máy bay, bảo cô thành bạn gái của mình. Nhiều lúc vận mệnh nó thần kỳ như vậy đó. Cô gái đi ra từ viện tâm thần này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Anh để một cô gái tâm thần giả làm bạn gái của mình, sau đó đưa cô về nhà đón năm mới. Trong buổi tiệc, cha của Jay nói với anh, bây giờ anh đang có một hạng mục quan trọng muốn thực hiện. Nhưng ông cha lại trả lời, anh tưởng tôi là thần tài sao? Hạng mục này tôi không đầu tư. Nhưng lúc Daisy giúp Jay giải thích thì thái độ của ông cha liền thay đổi. Ông nói sẽ cùng anh bàn bạc sau. Đúng là có bạn gái rồi thì có tiếng nói hơn hẳn. Sáng hôm sau, mẹ gọi Jay dậy, sau đó thì nói với anh, bạn gái của con đang dọn nhà vệ sinh đó. Jay nhanh chóng đến ngăn cô lại. Mẹ tôi nói như vậy mới có thể tìm được chân ái. Jay không hiểu, sau đó Daisy lại bắt đầu buồn bã. Tôi đã lớn tiếng với bà ấy. Đây là nguyên nhân mà tôi bị đưa đến viện tâm thần. Jay sững người, anh có chút mông lung về kế hoạch của mình. Cuối cùng cũng xuất hiện vấn đề. Daisy đến nhặt những cánh hoa rơi xuống. Mọi người đều không hiểu. Cha Jay nhân lúc khiêu vũ bắt đầu thăm dò Daisy. Daisy rất nhanh đã bị bại lộ. Hơn nữa căng thẳng đến tái phát bệnh cũ, hiện trường hỗn loạn, Jay chỉ còn cách đưa Daisy rời đi. Cha anh chạy theo hỏi rõ chân tướng. Jay chỉ đành nói ra mọi chuyện. Tôi ở viện tâm thần làm nhân viên chăm sóc. Đó là một phần của hoãn án. Và cô ấy bị bệnh tâm thần. Ông cha rất thất vọng, chuyện moi tiền cũng đã thất bại. Jay trộm một chiếc xe từ nhà, sau đó đưa Daisy rời đi. Daisy đơn thuần như một đứa trẻ, được ra ngoài khiến cô cảm thấy rất thích thú. Cô gái không ngừng hỏi khiến Jay cảm thấy phiền phức. Anh đưa cô đến một trạm xe buýt. Sau khi đưa cho cô một ít tiền thì vừa đi gọi điện thoại rồi rời đi. Daisy chờ anh từ sáng đến tối, lúc ở đây chỉ còn mình cô. Bảo an đến hỏi cô, Daisy vẫn kiên định là Jay chỉ đi gọi điện thoại. Anh đấy sẽ quay lại nhanh thôi. Bên này Jay đã đi rất xa. Viện trưởng bệnh viện tâm thần gọi điện cho anh. Sau một hồi hỏi han thì ông nói cảnh sát đang đi tìm hai người. Hơn nữa Daisy bị tâm thần phân liệt. Trước nay cô ấy chỉ ở trong phòng, không được tiếp xúc với bên ngoài. Nghe xong, Jay nhìn qua đôi giày bên cạnh, nhớ lại cô gái đáng thương ấy. Daisy buồn bã đến quầy phục vụ xin giúp đỡ. Dù sao cô cũng chẳng có chỗ để đi. Loại cảm giác bị bỏ rơi này khiến cô không chịu nổi. Lúc này Jay đã xuất hiện phía sau cô. Jay vì muốn moi tiền từ gia đình mà kiếm một cô gái giả làm bạn gái. Nhưng chuyện không thuận lợi khiến anh định bỏ rơi cô gái. Sau khi rời đi thì mới biết bản thân đã yêu người đó. Sau khi tìm được Daisy ở trạm xe, hai người tiếp tục lên đường. Cả đường lái xe khiến Jay rất mệt mỏi. Muốn Daisy thay lái với anh nhưng cô không biết lái xe. Mẹ tôi nói lái xe sẽ dính bầu. Jay chỉ đành ngủ một giấc. Lúc này cảnh sát tìm đến. Sau khi Daisy nhắc nhở thì Jay nhanh chóng trốn đi. Còn cô thì đánh lạc hướng cảnh sát. Sau đó vứt chìa khóa xe của cảnh sát. Jay hỏi cô tại sao lại làm như vậy. Jay có chút cảm động, thấy cô không giống người bị tâm thần chút nào. Ngược lại còn có cảm xúc như bao người. Hai người chơi vui vẻ suốt cả quãng đường. Chơi hết tất cả các trò ở công viên giải trí. Daisy cho rằng đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời cô. Jay nhìn cô gái. Khi tình yêu đến, con người ta sẽ rất khó hiểu. Tôi nợ rất nhiều tiền. Nếu như tôi có tiền thì tôi sẽ đưa tất cả cho anh. Nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn cứ xảy ra. Hôm đó viện trưởng gọi điện đến. Jay nói ông đừng lo lắng, bản thân sẽ đưa Daisy về bệnh viện. Còn Daisy nghe xong cứ tưởng bản thân bị bỏ rơi lần nữa nên đã bỏ chạy. Lần này cô không sợ lái xe sẽ có bầu nữa, cô khởi động xe định rời đi. Daisy cho rằng Jay đã lừa cô. Nhưng cô quả thực không biết lái xe đâm vào chiếc xe khác rồi dừng lại.
cũng may là không bị thương. Sau khi ngồi xuống, Jay muốn nói chuyện với Daisy. Có phải cô đã giết mẹ cô không? Có những giọng nói đã nói với mẹ tôi, có đáng sợ và cũng có ngớ ngẩn nữa. Một đêm bà ấy bỗng nhiên hét toáng lên. Nhưng tôi đã không đến với bà ấy. Nhưng ngày hôm sau tôi đã thấy bà ấy chết rồi. Jay nghe xong liền nhanh chóng nói với cô. Bà ấy tự giết mình chứ không phải do cô giết. Nhìn cô gái đang đau lòng kia, Jay trao cho cô một cái hôn. Lúc này cảnh sát đã tìm được Jay. Anh về đồn còn Daisy bị đưa về bệnh viện. Sau khi được cha mẹ bảo lãnh, Jay liền đến bệnh viện tìm Daisy nhưng bị ngăn lại. Daisy sau đó từ chối uống thuốc, y tá cứ tưởng cô lại phát bệnh. Tôi rất bình thường, tôi không có bệnh. Tôi chỉ muốn gặp bạn trai của mình thôi mà. Jay dùng mọi cách để có thể đi vào bệnh viện. Nhưng viện trưởng lần nữa ngăn anh lại. Jay nói với ông Daisy căn bản không có bệnh. Cô ấy lớn lên trong phòng kín, người có bệnh là mẹ của cô ấy. Viện trưởng nghe xong có chút đả động. Ông đến tìm Daisy rồi hỏi cô thích Jay sao? Không phải thích mà lại yêu anh ấy. Sao cô biết được thế nào là yêu? Daisy hỏi về chuyện tình cảm của viện trưởng. Lúc biết được viện trưởng đã ly hôn thì Daisy đã trả lời ông. Ông vẫn còn yêu bà ấy. Sau cuộc trò chuyện, viện trưởng nhìn cô gái đong đầy tình yêu này, biết rằng cô không có bệnh, chỉ là cô có một tuổi thơ không tươi đẹp. Cuối cùng người yêu thương cũng về với nhau. Đây là bộ phim không có lừa dối, chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn giản giữa nam và nữ. Trong tình yêu luôn có những cách trở, nhưng tình yêu của họ vẫn đẹp như vậy. Mong tất cả chúng ta sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình.